mấy dự án này ngon đấy mẹ. Năm nay ai mà có tiền mặt đúng là vua luôn. Tầm này bắt đáy ăn chắc đấy. Chuyên viên tài chính có khác, nói chuẩn luôn. Con thấy con cứ hát là mẹ lại khen hay ấy. À, tất nhiên rồi. Nhưng mà giỏi mấy thì giỏi, vẫn phải có vốn với cả chịu chơi cơ. Chứ trong group con nhiều người nhát lắm, con chỉ đến tận nơi rồi mà còn không chịu chốt. Có chí làm quan, có gan thì làm giàu. Chứ như thằng Nghĩa nhà mình ấy thì... Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Vị trí đẹp quá đây này. Mẹ. Anh. Anh Nghĩa đi làm về đấy à? Sao đồ lễ vẫn còn ở ngoài kia? Hôm nay mẹ không làm lễ à? Hôm nay mẹ nhiều việc quá nên mẹ quên mất. Thế mà mẹ làm lỡ hết cả việc của con. Đấy, mẹ không hề nặng nhẹ gì với nó. Thế mà thái độ của nó như vậy đấy. Giá mà mẹ không phải lủi thủi một mình ấy, thì mẹ cũng chẳng thèm nhờ đến các con. Con còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cơ. Nhưng mà mẹ đừng nhạy cảm quá. Mẹ không nhạy cảm, mà là mẹ nhạy bén. Mẹ đi về để cho nó khỏi ngứa mắt. Thôi kìa, anh Nghĩa không phải người như thế đâu. Mẹ ở chơi đã. Hết hứng rồi, mai ăn sáng cà phê rồi bàn tiếp. Chuyện sáng nay là như nào đây anh? Để em xem. Sáng mẹ bảo anh ở nhà nhận đồ ship, để trưa mẹ làm lễ. Cuối cùng bây giờ vẫn còn nguyên si đấy. Sáng nay mẹ đi làm tóc, chẳng may bị quá giờ nên mới chuyển ngày sang hôm khác anh ạ. Ô thế hóa ra ngày đẹp ngày xấu là do mẹ quyết à? Sao có mỗi chuyện nhận đồ ship giúp mẹ mà anh căng thẳng thế? Cũng chính vì cái việc nhận đồ ship của mẹ làm anh lỡ hẹn với khách hàng. Ông sếp ông ấy chửi anh suốt từ sáng đến giờ, đau hết cả đầu. Mất luôn cả cái hợp đồng rồi. Bao nhiêu năm rồi, bao giờ mẹ mới biết tôn trọng công việc của anh hả em? Thôi anh ạ, tính mẹ đồng bóng, anh biết thừa còn gì. Em công nhận là thi thoảng mẹ cũng vô tâm thật. Nhưng từ xưa đến nay, mẹ có tiếc vợ chồng mình cái gì đâu. À, sắp đến ngày giỗ bà nội Ân rồi anh ạ. Ừ, anh biết rồi. Nhưng em xem lịch thì hôm đấy lại đúng vào thứ tư. Mà hôm đấy em có một cái hợp đồng rất quan trọng. Em sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng chẳng may em không về được thì anh với con tự về nhá. Cơm thôi bố ơi. Con mới học được cái công thức rang thịt mới ở trên mạng. Bố thử xem có ngon không? Anh trổ tài thì ngon rồi. Dạ. Con mời bố ạ. Ừ. Alo, tôi nghe. Ở khúc nào ạ?